Xin chào các bác nhá. Lại gặp các bác rồi này. Hôm nay lại quay về cái vấn đề lông lá của chim chào mào. Thấy thì hôm nay em thấy trên Facebook có một anh chia sẻ rất là hay cái bài của anh đấy này. Cái mùa thay lông của con chim ấy, thì chúng ta là bắt đầu đến về cái vấn đề gọi là trao đổi kinh nghiệm chăm lông con chào mào là thay lông ấy. Thì nhá, tức là bờ em phân tích những cái nội dung chính, nội dung chủ yếu mà anh ấy muốn truyền tải đến mọi người ấy. Thì em thấy cái cách này áp dụng cũng hay và cũng gần giống cách của em, thì em cũng nói lên và trình bày để cho mọi người hiểu được rõ cái vấn đề là chim chào mào nó thay lông như thế nào. Tức là nhá, bây giờ các bác hiểu này, một số con chim chào mào ấy thì mỗi người có một cách nuôi riêng, nhưng mà cách nào hay và hợp lý nhất thì các bác áp dụng đối với con chim, hiểu được con chim của mình thì các bác áp dụng, thì chính những vì điều đấy thì em nó thấy hay hơn, vì con chim nó ở với một cái môi trường nhất định. Đối với ví dụ như các bác này, hiện tại đối với nhà em thì em có một cách chăm riêng, các bác nào thấy phù hợp này, các bác nào chăm theo thấy hay, ok lên lửa hay là thay lông tốt thì ok, các bác học tập theo thôi. Còn những cái nào không hay thì các bác nên chỉnh sửa dần dần như thế. Thì nói chung là mỗi lần chơi thì nó sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm và một bài học quý giá. Nói chung là ai cũng phải trải qua thôi. Chẳng qua trải qua cái vấn đề đấy như thế nào để nó không bị mất tiền, không bị tốn kém nhất. Thế thôi, đơn giản là vậy. Còn vào đến cái vấn đề là con chim này này, khi có dấu hiệu thay lông ấy, điểm lông ấy, thì chúng ta nên chuyển cám. Đối với những cái bác nào mà đang dùng cám số ấy, như bác dùng đẩy lên số 2 ấy, cám đấu ấy. Còn đối với những cái bác nào dùng cám không số ở đây như mấy cám Quang Nguyễn này, hay là cám 15.000, cám vàng ấy các bác, thì các bác không cần ấy nhá, không cần đẩy về số đâu. Còn những cái con nào nó đang dùng cám số thì mới nên hạ xuống để làm sao? Thứ nhất là để cho con chim ấy, tức là bớt cái độ căng lửa của nó đi thì nó thay lông nó sẽ ổn định. Như hôm nọ em xem cái video của bác nào chia sẻ ấy, bảo là chim thay lông nhưng mà vẫn còn lửa các thứ ấy. Nói thật với các bác là phải xả lửa cho nó thì con chim nó sẽ hợp lý hơn. Chứ căng lửa như thế con chim nó thay không hết toàn bộ ở một thời gian nhé, các bác đem ra giàn ấy, cái thời điểm đấy thì con chim nó hay rỉa lắm, gãi rỉa nhiều cực kỳ luôn, các bác chú ý điều đấy. Còn đối với hạ lửa cho con chim thì chúng ta hạ lửa bằng cách này, anh đấy cũng chia sẻ là ăn đồ mát này, ăn cam này, dưa hấu này, trái phèn ấy thì các bác ở ngoài Bắc này thì biết trái phèn đấy rồi, phèn đen với phèn trắng. Trên em các bạn thì cái loại phèn đen thì không có, nhưng mà phèn trắng thì có nhiều lắm. Nó thường nó hay bằng cái gần bằng cái đầu ngón út này, quả phèn trắng. Đi đường từ đây vào những cái huyện miền Đông bên trên em ấy có rất là nhiều, mọc ở đầu đường nhiều, thì cho nó ăn để nó gọi là hạ lửa các bạn. Thì trong cái thời gian là chăm con chim như thế thì mình phải làm thế nào để chuyển trạng thái cho con chim từ trạng thái đấu sang trạng thái nghỉ ngơi. Thường thường nhé, các bác treo áo lồng ba mặt chỗ yên tĩnh râm mát này. Còn tại sao lại phải chuyển từ chế độ đấu sang chế độ dưỡng? Thì các bác hiểu vấn đề này nhé. Nhiều lúc con chim nó căng quá ấy, thì các bác đang chăn theo một cái xu thế đấy rồi. Các bác chăn táo này, chăn chuối này, chăn các thể loại rồi để con chim nó có lửa căng lên. Thì đến một cái thời điểm bắt đầu lông rớt lông dặn này và điểm một số lông cánh, lông đuôi, thì là lúc đấy là cái dấu hiệu để các bác nhận biết rõ nhất con chim nó thay lông hay không. Còn để mình biết mà chăm
Còn thay lông thì các bác cứ phủ áo mặt trùm à phủ áo lông trùm ba mặt cho em này. À, treo yên tĩnh ra mắt. Thời gian thay lông của con chim ấy, từ lúc điểm lông là lúc rớt một vài sợi lông ấy đến lúc chút lông hẳn. Kéo dài con nào nhanh ấy khỏe thì đấy các bác. Vì sao em bảo là nên hạ lửa cái con chim xuống thì thứ nhất là cái hạ lửa xuống thì con chim nó thay lông nó chút lông nhanh lắm. Thì có thể những con nào nó khỏe nó hạ lửa tụt lửa xuống là bắt đầu nó rớt lông cánh lông tiếp lông mình. Nói chung là nó chút nhanh và chút sạch. Nhiều bác nhá, nuôi nó căng lửa nó chút không được hết lông đâu. Các bác để ý kỹ điều đấy. Như các bác hỏi mấy anh hay chơi chim lâu năm ấy, thường người ta ít chỉ cho các bác cái điểm này lắm. Con chim mà nó không rớt được hết cái số lông thay lông hết 100% ấy, thì mùa sau thì con chim đấy nó sẽ có cái lực nó không tốt, nó không căng được. Vì nói chung là làm thế nào để phục vụ tốt cho mùa sau đấu, làm thế nào cho tốt thì các bác hiểu được cái vấn đề đấy thôi là dễ nhất. Rồi nhá, đến một khoảng thời gian này khi con chim đã thay lông đến 80%, các bác cứ áp dụng bình thường nhé, chăn phủ áo lồng này, tức là vẫn tắm táp bình thường nhá, nhưng mà ăn hoa quả mát, là cứ làm thế nào mát cho nó tụt lửa dần, hạ lửa của nó dần, là bắt đầu nó rụng lông rớt lông, bắt đầu đến thời điểm là 180% lông, tức là nó đã thay toàn bộ lông đuôi này, lông cánh, lông màu, còn một ít lông trên mặt ấy, bắt đầu điểm trắng ấy, thì lúc đấy là nó đã thay được 80% lông. Thì cái thời điểm đấy thì các bác bắt đầu chăn cho em là chăn tăng thêm mồi tươi. Nhớ nhé các bác này, trong thời kỳ chăn lông này các bác chăn dế cho em, chăn dế này, đừng có chăn sâu, đừng có chăn cào cào, có chăn cào cào nhưng mà ít, mà dế thường hay tốt hơn này, dế nó vẫn tốt hơn, có chứng kiến thì chứng kiến chăn vào. Còn cái tình trạng thay lông tự nhiên thì các bác phải kiên trì nhá, làm sao để con chim nó thay hết trong mùa này thì mùa sau sẽ có lực rất tốt. Con chim ý đạt đến 80% lông thì các bác tăng cường chế độ đạm này cho chim này, cho thêm cám khoáng này. Cám khoáng thì hôm nọ có bác nhắn tin hỏi em là có nên dùng cái đấy không ấy, thì các bác nếu mà thì áp dụng hay ấy, các bác thử chăn một con xem, mùa này chăn một con thử xem. Nếu là cám khoáng thì em không sử dụng cái lại cám khoáng đấy, nhưng mà các bác cứ nghiên cứu, nếu mà dùng thấy tốt thì các bác sử dụng thôi. Thì các bác nhớ này, sau cái thời điểm 80% đấy thì các bác bắt đầu đẩy ra lực cho em, bắt đầu cho ra lực để con chim nó bay nhảy này, nó ôm lông. Cái thời gian ôm lông đấy thì những cái bụi phấn ở trên trên lông con chim nó bắt đầu rụng. Các bác thấy cái phấn trắng dưới đáy lồng như thế này thì bắt đầu nó rụng dần đi. Thì bắt đầu khi cái thời điểm con chim bắt đầu thay lông xong ấy, thì nó sẽ không còn trắng ở dưới đáy lồng đâu, không còn phấn nữa đâu. Thì các bác bắt đầu chăn tăng mồi tươi này, nói chung là tăng châu chấu này, chăn táo này, chăn chuối này, nói chung là làm thế nào để đẩy con chim về cái trạng thái có lửa như ban đầu của các bác, như lúc con chim nó chưa chút lửa, chưa chút lông và mình chưa hạ lửa cho con chim ấy. Thì cái thời điểm ấy nó đẩy nhanh cực kỳ luôn. Nói chung là cái mấu chốt là làm sao để con chim chút hết lông càng nhiều càng tốt. Nhất là thay được 100% cái lông, là thay hết toàn bộ cái lông này. Và các bác còn một cái điều đáng chú ý nhất này, một số bác vẫn hay mắc sai lầm này, bởi vì các bác thường hay nóng vội. Con chim ấy nó thay lông ấy, nó phải đợi đợi con chim nó thay lông
xong hẳn, tức là căng lửa đi thì các bác mới lấy đi. Tức là con chim vừa thay lông này bắt đầu mới có thái độ, thái độ một ít này, gọi là nhảy cầu này, giăng cánh ra dọa này, gọi là hót hót đấu lại một tí thì các bác lại bắt đầu đem đi dược dần. Như thế thì không nên, không nên một chút nào. Thì làm như thế thì nó hay hay gãi rỉa, vì sao nó quen cái kiểu tập tính như này này các bạn nhá. Bình thường cái lông nó đang ra nó chưa xong hẳn ấy thì các bác lại lấy đi dược rồi thì nó vẫn còn đang rỉa lông ấy, thì lúc lên dàn thi đấu hay là cái gì ấy, các bác đi dược dãi thì bắt đầu nó quen cái thói đấy, quen cái thói đấy là quen cái thói rỉa lông ấy. Thì lâu lâu nó gãi cánh một cái này, nó rỉa lông đuôi này, và lâu lâu nó đạp mặt một cái. Thì đấy, những cái trường hợp đấy thì các bác nên tránh. Nói chung là làm thế nào để con chim bắt đầu vào lửa, căng lửa. Những cái hiện tượng có lửa thì nó dễ lắm, hót nhiều này, bắt đầu có sổ giọng ché này, là những cái trường hợp đấy là bắt đầu là căng lửa. Thì các bác bắt đầu đem con chim nó đi. Thì thường thường em khuyên các bác này, thay lông các thứ ít nhất nó cũng phải tầm trung bình là 2 tháng. Con chim nào nó khỏe lắm thì nó thay lông trong 1 tháng thôi, còn thường thường thì thay từ 2 đến 3 tháng. Các bác kiên trì nhé. Nói chung là làm thế nào trong vòng khoảng độ 3 tháng là cho chim hoàn thiện và chúng ta bắt đầu đi chiến đấu được. Thế thôi, đơn giản. Nói chung là qua cái video này em muốn rút ra một cái kinh nghiệm đối với các bác, đối với chăn con chim chào mào thay lông này. Mấu chốt làm thế nào để cho con chim chào mào nó thay lông, thay hết toàn bộ 100% lông thì càng tốt. Thế thôi, đơn giản như thế. Thay như thế thì bắt đầu sang mùa sau thì ok. Lông mới như kiểu mình đi diện một bộ quần áo mới thôi. Các bác diện bộ một bộ 200.000 cũng áo sơ mi quần âu hay là gì ấy. Nhưng mà bác diện một bộ khoảng độ 2 triệu mặc lên người. Bác so sánh như thế xem nó có sự khập khiễng không. Có chim nó cũng thế thôi. Đối với cái thay lông như thế, nó buộc nó được khoác lên mình một cái bộ áo mới thật đẹp thì nó sẽ cống hiến cho các bác, gọi là những cái nước đấu hay là những cái âm thanh, những giọng ché gắt, nói chung là như thế thôi. Các bác hiểu được vấn đề đấy thôi, các bác hiểu như thế nào hiểu thôi. Còn chăm lông thì đơn giản lắm, đừng có động vào nó nhiều làm gì các bác, đơn giản cực kỳ luôn. Còn như con này là của em mãi chưa thấy lông, con này được 4 tháng đấy. Hôm nọ bảo là làm cái video đi dàn cho các bác nhưng mà chưa làm được ấy, các bác. Đấy, cứ túc tắc đi dàn chờ thay lông thôi. Chờ thay lông là bắt đầu là cho đi chiến đấu. Nói chung là những con này em nuôi để ra Tết này. Xác định mà từ giờ chơi túc tắc chỉ để ra Tết chơi, là kiếm giải 2020 thôi các bác. Thế thôi. Thôi, em kết thúc video ở tại đây. Bác nào thấy video này hay và bổ ích thì cho em xin một like này, một comment phía bình luận bên dưới này. Thì đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ em, cũng như là một cái động lực để em ra tiếp những cái video tiếp theo hướng dẫn các bác chăn con chim thế nào là ok nhất. Đây nhá các bác nhá. Đấy, đây này, đường chim này cũng phải như này các bác. Đấy.